Đàn ông có bốn cái yếu. Phụ nữ biết cách nắm thóp sẽ khiến anh ấy mê mệt, bám như sam cả ngày. Dù cho mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy, thì đàn ông ai cũng có những giây phút yếu lòng, cũng cần được quan tâm và an ủi. Thế nên phụ nữ đừng quá vô tư, mặc kệ chồng tự lo với những khó khăn của mình. Thứ nhất, đàn ông sợ bị mang ra so sánh. Dù đối phương không phải là hình mẫu hoàn hảo mà bạn muốn, thì nếu đã yêu, hãy chấp nhận những khuyết điểm đó. Hãy biết khen ngợi những điểm tốt ở con người của bạn. Đàn ông sợ nhất là bị mang ra so sánh, sợ bị đánh giá thấp so với đàn ông khác. Lúc đó thì họ có cảm giác như mình vô dụng, bất tài, bị vợ coi thường. Là phụ nữ khôn ngoan, đừng tiếc lời khen dành cho chồng của mình. Thứ hai, đàn ông cũng mong manh, dễ bị tổn thương không kém phụ nữ. Dù cho mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy, thì đàn ông ai cũng có những giây phút yếu lòng, cũng cần được quan tâm và an ủi. Thế nên phụ nữ đừng quá vô tư, mặc kệ chồng tự lo với những khó khăn của mình. Đôi khi chỉ cần bạn mở lời như: hôm nay anh thế nào? Anh có chuyện gì mệt mỏi à? Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng chia sẻ với bạn ngay lập tức. Thứ ba, đàn ông không biết thể hiện tình cảm. Đàn ông vốn dĩ yêu bằng mắt, mà phụ nữ thì lại yêu bằng tai. Đã là phụ nữ thì ai cũng thích người đàn ông của mình khen ngợi bằng những câu nói như: anh yêu, em thật xinh đẹp. Thế nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng đủ dẻo miệng để nói những lời như vậy. Dù kiệm lời, dù không giỏi nịnh nọt, thì đàn ông cũng sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động và cử chỉ. Thứ tư, đàn ông nào cũng trọng sĩ diện. Sĩ diện của một người đàn ông cũng quan trọng như chính sinh mệnh của anh ta vậy. Chỉ khi có hai người thì anh ấy sẵn lòng chiều theo yêu sách của bạn mà chẳng hề có chút than phiền nào cả. Tuy nhiên, ở trước mặt người ngoài thì anh ấy lúc nào cũng mong có được sự tôn trọng từ bạn. Là phụ nữ khôn ngoan, hãy biết cách mềm yếu, ngoan hiền khi ở bên cạnh anh ấy. Dám chắc như vậy, bạn sẽ được chồng cưng chiều hết mực. Tìm bố cho con. Các bạn có biết đại bàng cái tìm cha cho con của nó thế nào không? Hay phết đấy. Đại bàng cái bè một mẩu cành cây, ngậm ở mỏ, bay lên thật cao, rồi cứ lượn vòng trên ấy. Xung quanh con cái sẽ xuất hiện các đại bàng đực. Khi ấy đại bàng cái sẽ nhả một cành cây ra, rồi bay ở trên quan sát. Sẽ có con đại bàng đực chộp được cái mộc que ấy trong không trung, không cho nó rơi chạm đất, rồi đem nó tới chỗ con cái, cẩn thận trao lại từ mỏ của mình sang mỏ con cái. Đại bàng cái lại bay lên cao, rồi lại thả. Đại bàng đực lại lao đi bắt cái que ấy ở trên không. Nếu từng ấy lần thử thách con đực luôn bắt được, thì nó sẽ lựa chọn để làm bạn đời. Để làm gì ư? Thì đây, đôi uyên ương sẽ làm tổ ở những hốc đá tít trên cao. Tổ chim là những que cứng, nếu không có đủ, chúng dùng mỏ giật lông vũ của chính mình ra, rớm máu thịt. Chim bố và chim mẹ dùng chính lông của mình để nốt ổ, để chám tất cả những khe hở, sao cho chim non sẽ được ấm áp, êm ái nhất có thể. Chim cái sẽ đẻ trứng vào ổ và cả hai sẽ cùng nhau ấp nở. Chim đại bàng non thường là hai con được sinh ra rất nhỏ bé, lẩy bẩy yếu đuối trần trụi. Và chim mẹ, chim bố sẽ dùng chính cơ thể mình sưởi ấm cho con, che chở nắng mưa, đem đến cho chim non nước và thức ăn. Chúng sẽ lớn rất nhanh. Và khi ấy, chim mẹ và chim bố thấy đã tới lúc rồi,
Chim bố đứng cạnh tổ chim bắt đầu đập cánh dữ dội. Tất cả tổ chim chao đảo, rụng rời. Để làm gì ư? Để tung bay đi hết những lông chim, còn trơ lại mỗi cái khung ban đầu, chính chim bố chim mẹ làm bằng các cành cây. Chim non bên trong hoảng sợ, chúng thấy tổ chim tan tành. Chúng không hiểu vì sao chim bố chim mẹ trước kia đang yêu thương, chiều chuộng thế, nay lại. Chim mẹ khi đó bay đi kiếm mồi hoặc tránh mặt đi đâu, không nỡ nhìn những chú chim con ngơ ngác. Nhưng rồi chim mẹ bắt được cá, quay về ngồi cách tô chừng 5 mét cho các con trông thấy. Nhưng chim mẹ không mớm mồi cho con nữa mà bắt đầu ăn cá, kệ cho nũ con kêu réo đòi ăn. Đói thì về lo thân thôi. Chim non đành nò dò ra khỏi cái tổ, bây giờ cũng chả còn ấm êm gì nữa. Chúng chưa hề làm như thế trước kia, và sẽ không thể làm đâu nếu vẫn được bố mẹ cho ăn. Chim non còn chưa biết gì hết về cuộc đời này. Tổ chim thì nằm trên vách đá cao tít để thú săn mồi không rình rập được. Chim non trượt chân ngã quay lơ rồi rơi thẳng xuống dưới vực. Lúc đó chim bố ngày xưa phải bắt cành cây do người yêu ném mãi rồi sẽ phi từ trên cao xuống và đỡ chú chim con bằng lưng, chứ không để tan xác mất rồi. Chim bố sẽ cõng chim con trên lưng lại đưa lên cái tổ chim nay đã xác xơ, và mọi chuyện lại bắt đầu như thế. Các con thì ngã, còn bố thì đỡ và cõng lên. Không chú chim non nào ngã chết cả. Nhưng trong những cú ngã kinh người ấy, chim non bắt đầu làm những động tác mà nó cũng không ngờ tới. Xẻ rộng đôi cánh còn lơ thơ mấy cọng lông của mình ra ngược chiều gió. Chim non bắt đầu bay, và con nào biết bay trước thì sẽ được bố mẹ dẫn đường cho bay tới nơi gần nhất có cá, chứ không dùng mỏ cắp cá về mớm cho chim con nữa. Con người cũng có thể học được nhiều điều từ đại bàng, bắt đầu từ việc chọn cha cho những đứa con tương lai của mình. Có 60 giống đại bàng khác nhau. Đại bàng chưa phải chim bay nhanh nhất, nhưng có thể bay được kể cả trong giông tố. Tốc độ bay đạt tới 200 km/h, và lúc bổ nhào nó đạt vận tốc 320 km/h. Mắt nó cực tinh, nhìn một lúc được hai vật khác nhau. Khi săn mồi trên cao 3.000 m, có thể nhìn thấy vật chỉ bằng quả trứng gà dưới đất trong phạm vi 11 km². Mắt có hai màng bảo vệ, nhìn được góc 270 độ. Tè cút là loại đại bàng lớn nhất, có thể bay lên 4.500 m cao để quan sát. Còn đại bàng thường bay cao 700 m. Đại bàng không tái sinh như phượng hoàng trong cổ tích, nhưng cả lão hoàn đồng thì có. Đến năm 40 tuổi, đại bàng gặp vấn đề tuổi tác. Lông ngực thưa dần, đâm bay kém đi, móng bị mềm yếu, mỏ cũng nung nay. Và nó mất 5 tháng sẽ thay mỏ, thay nông, mọc mong mới. Và nó lại trẻ trung, mạnh mẽ, sống thêm được tầm 40 năm nữa. Việc nuôi dạy con xảy ra trong 3 tháng đầu đời của chim non. Đại bàng vô cùng trung thủy, chả khác gì thiên nga. Chúng kết đôi với nhau cả đời. Chúng cũng không bỏ tổ chim, mà thường dùng lại cái khung cũ, chỉ mông má lại mà thôi. Nhiệm vụ nó đồ ăn thức uống của chim đực. Còn chim cái có nhiệm vụ rất quan trọng là trông nom bọn đại bàng con. Chúng nó mới sinh ra đã có tính muốn hất anh em của mình ra khỏi tổ ấm rồi. Nguy hiểm đến mấy, chúng cũng không bỏ chim con. Đại bàng không bao giờ ăn thịt thiêu, mà chỉ ăn mồi mình săn được. Có loài thì chỉ ăn thực vật, nhưng cũng phải tươi. Chỉ trong điều kiện bị loài người giam hãm thì chúng đành ăn thịt thay đồ ăn thiêu. Nhưng chúng sẽ không bao giờ sinh con đẻ cái nếu mất tự do.